Khoai còn nợ Hà Giang và đám nhóc này một lời hứa. Và nhất là cái cu Khánh mà áo cam đằng xa kia. Kẹ hoa vào tóc, kẹ hoa vào tóc cho đẹp. Kẹ vào tóc. Kẹ mấy tóc ấy. Ui, leo núi nãy giờ mệt không? Mệt à. Bẻ là người ta bắt được là người ta chặt cái tay ra đấy. Đúng rồi, chặt cái tay ra đấy. Đó là một ngày mùa thu. Cả đám cùng nhau ra suối nướng gà. Lúc mà cả cánh đồng Hoàng Su Phì vàng rộ. Bây giờ Khánh là thích ăn đầu đúng không? Vâng. Đây là cái con bọ mà mấy đứa nhỏ này hay ăn. Thịt thơm như là thịt tôm. Tiếng La Chí gọi nó là gì? Một thơ. Một cái thơ. Nó sẽ là bên chục. Con ăn đi. Chú ăn đầu hả? Ủa sao lại nhường chú cái đầu? Tại vì chú... chú ăn một phần, con ăn một phần. Thơm quá. Là kiểu muốn ba. Cảm muốn cứng có. Vui lắm. Và cái đứa lớn đầu nhất là Khoai á, nợ tụi con nít một lời hứa quay trở lại, cùng nhau lên rừng bắt sâu tre. Đâu, nhà Khánh ở đâu đâu? Có cây khế kìa. Cây khế hả? Ôi chú không nhìn thấy cây khế nào cả. Sao quá. Nhà vẫn chưa gặt ha. Nhà thứ ba kia là của cháu ạ. 1, 2, 3. Đấy, bố cứ chuẩn bị chuyện. Lần sau quay lại chú phải xuống nhà cháu chơi nhé. Ai mà nó sợ sẽ biến thành con lợn máng. Tại vì không muốn biến thành con lợn máng, và cũng tại vì nhớ những cái thử ruộng bậc thang của Hoàng Su Phì, nên chắc chắn là chú sẽ quay lại rồi. Bây giờ là còn khoảng tầm 30 cây số nữa sẽ tới được Hoàng Su Phì. Mà mấy giờ rồi mọi người? Gần 5 giờ chiều rồi, hy vọng là sẽ tới lúc trước khi trời tối. Khoai vẫn chưa đặt khách sạn luôn. Tại vì lên đó xong rồi kiếm 1, 2, 3 cái nhà nghỉ hoặc là homestay, xong rồi mình sẽ vô đó mình ở khoảng tầm 1 tuần lễ 10 bữa. Sắp tới sẽ khoảng thời gian rất thú vị. Khoai mong là sẽ thú vị, tại vì Khoai cũng đang kiểu hồi hộp, không biết là mình sẽ gặp được những điều gì ở Hoàng Su Phì bản phùng. Lâu lắm rồi mới quay trở lại đây. Ơi, đúng là ốp đồ luôn á. Trời tối dần và đường tới bản phùng thì còn xa lắm. Đợt này thì Khoai tin vào Google Maps, cho nên là Khoai nhờ bả hướng dẫn Khoai đi mấy cái đường lạ lạ. Thì cầu được ước thấy, mấy cái con đường đúng lạ luôn. Mà lỡ chạy rồi mà quay ngược trở ra thì mất thêm mấy tiếng đồng hồ nữa. Cho nên nguyên đám liều đi thẳng tiếp theo bản đồ chỉ dẫn. Vừa chạy vừa cầu mong là cái con đường này nó đừng có nhỏ thêm nữa. Và ông trời cũng không phụ lòng người, con đường thì không nhỏ đi, mà cái đường nó sạt với nó lỡ bởi lũ quét luôn. Chỗ này là không đi được đâu. Rinh đá lại cho bà. Con cảm ơn bà. Dạ. Từ chỗ này tới bản phùng Hoàng Su Phì có 20 cây số thôi, nhưng mà phải đi khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Đường ngoằn ngoèo quanh co, cho nên là tốc độ chạy khoảng 15-20 cây số giờ là cùng. Xa xa kia thì thấy có ba cô đang mặc bộ đồ trang phục màu đen truyền thống của bà con người La Chí. Vậy là biết ngay là mình sắp tới bản phùng rồi. Mùa lúa chính là nguyên cái này là một cái mảng màu vàng và màu xanh luôn á, đẹp lắm. Mây sương nó đang bay lờ. Lúc mà Khoai đi thì rơi vào ngay cái khoảng thời gian mà nước đổ ở Hoàng Su Phì, cho nên là hầu hết những cái mặt ruộng nó giống như một cái tấm gương vậy đó. Bà con sẽ dẫn nước vào trong ruộng để chuẩn bị cho cái việc gieo mạ.
Cảm giác của Khoa kiểu cũng một xíu háo hức và một xíu hồi hộp mọi người. Không biết là mấy đứa nhỏ mà trong cái clip mà mấy năm trước mà Khoa ghé đây á, giờ tụi nó sẽ lớn cỡ nào với là tụi nó ra sao nữa. Không chắc là sẽ gặp lại mấy đứa nhỏ luôn á. Nên chắc là ngày mai sẽ thuê chiếc xe máy xong rồi chạy vòng vòng tìm lại mấy đứa nhỏ nó thử xem. Bán phùng 0 km. Trên đó mấy con tìm được quá không ta? Tới nơi rồi. Mà kia là hôm nay có đoàn khách đông lắm hả? Cho nên là hôm nay không? Không, ta đi chơi vậy thôi mẹ. Rồi. Ở đây có cho thuê xe máy không anh? Có. Có cho thuê xe máy, bao nhiêu một đêm vậy anh? Một ngày? Thôi, cứ từ từ tính. Từ từ ha, vậy em vô chứ. Đây, sáng ra bấm mình đi, mình mở cửa này trước ra. Dạ. Dạ, ok. Không chị thuê hả? À, sao chị thuê ở hai giường? Vậy thôi, chị đỡ phần mặt thể đi. Hay ra có view bình minh kìa. Hôm nay là mùa đổ nước. Ủa, quá đẹp luôn. Bây giờ người ta đã mạ gieo lúa nhiều chưa anh? Cũng cấy vài thửa thôi. Dạ. Cộng đồng ở trên. Dạ, cộng đồng là view đẹp hơn đúng không anh? Rồi em lên trên. Bạn nữ sẽ được ưu tiên ở dưới phòng này. Xong rồi ba đứa mình sẽ lên phòng cộng đồng ngủ đêm nay. Rồi ngày mai anh sẽ xếp cho một cái phòng hai giường. Ba đứa mình là chiếm hết đêm nay. Đấy, cả một cái phòng lớn. Bây giờ là anh còn một cái chân heo quay nè. Dạ. Mới lại xào ít thịt trâu, thích rán đi trứng lại rau cỏ nữa. Cho em nhiều rau luộc nha anh. Còn... Okay. Dạ rồi em cảm ơn anh. Sáng chúng ta sẽ ngồi đây ăn mì gói nha mọi người. Mặc dù là tối hôi nhìn không thấy gì hả? Cái đó đâu chân con? Cái này có view. View đẹp lắm hả? Ủa, cái này họ phải dành nhà vệ sinh. Đâu đâu? Thương. Mọi người ơi, cái toilet này, cái view ngồi để nhìn ra cảnh đẹp. Trời ơi, tối mà có ai mà từ ngoài nào cái đầu với em té xỉu quá. Mình đi toilet này buổi sáng thôi. Trời ơi. Ôi, sao có một thiết kế rất là độc đáo luôn á. Rồi, soạn đồ mọi người, dọn đồ đi. Không gì anh, không có nhà ông đâu. Rồi, cảm ơn con. Bây giờ thì nguyên đám sẽ xuống ăn cơm mọi người. Đây là bữa tối của nhóm mình. Bạn thì bạn kia là mình quay cái mâm này nè mọi người. Bên đây là mâm đồ ăn của người ta. Nhiều món lắm. Không, mình còn nhiều món lắm mọi người. Anh mới dọn ra thêm hai dĩa. Giò heo chiên giòn. Bên đây cũng là giò heo luôn. Rồi. Rau luộc. Em xin lỗi anh, hồi nãy em mới hiểu lầm là đồ ăn của em ít. Nhưng thật ra bây giờ em đã thấy đủ ăn rồi. Rau cải luộc. Mọi người ơi, cái ca này tưởng là ca nước lọc nhưng thật ra là ca này đựng rượu. Giống ca nước dừa. Anh ơi, mấy cái cốc này để uống rượu ngô hả anh? Dạ vâng. Wow. Anh tên là Hiếu. Dạ. Chung tên với em. Em của em tên là Hiếu luôn. Em tên là Phương. Phương. Dạ. Dạ. Hai Hiếu mà không tiếp được ba người này đủ thì thôi là chết rồi. Dạ rồi, mời mọi người. Dạ. Đây là đọt su su đúng không ạ? Đọt su su là đặc sản ở đây. Trên này đâu. Lần nào lên đây mình cũng được ăn đọt su su sầu tỏi hết. Con lợn nhỏ gọi là lợn cắm nách. Dạ. Nó có 13 cân. Đọt su su ở đây non lắm mọi người và giòn nữa. Thường đọt su su rất là dễ bị dai. Thịt trâu xào với gì vậy anh? Rau má. Rau má. Thịt trâu xào rau má. Dễ sang bây giờ. Rất là mềm. Mọi người sẽ cảm giác nó sẽ gần giống như vị của thịt bò nhưng mà nó sẽ có cái mùi đặc trưng hơn. Hôm bữa mình ăn thịt trâu ở tiệm kia thì mình không thích lắm nhưng mà thịt trâu ở đây mọi người xào với rau má rất là thơm, thơm mùi tỏi nữa. Mà thịt trâu nó mát đúng không anh? Mà mình lại ăn với rau má nó mát nữa và món này rất là mát. Dạ. Xong lại ăn ở dưới thời tiết nó lạnh nữa. Đây là heo cắp nách, lợn cắp nách. Wow, mọi người có thể nhìn thấy từng thớ thịt nè. Ok, vị gần giống như heo quay của mình. Hình như ảnh quay lên hoặc là ảnh nướng lên.
Nếu mà con lợn được khoảng 12 cho đến 15 kg ở đây thì nó phải rơi vào 6 tháng rồi. 6 tháng thì nó mới được khoảng 12 tới 15 kg. Dạ. Thế còn nếu mà con lợn mà được khoảng một tạ thì chắc phải 3 năm. Dạ. Vui mà. Ồ, nó khèo đấy, xin ăn kìa. Tội thiệt á, khôn quá. Đây là vịt ôm với lại trái chám. Bùi bùi. Có vị chua chua nhẹ nhẹ. Hơi bột một xíu. Chấm tươi á, nên nó có mùi chấm đặc trưng. Hai, ba, vô. Yếu quá. Sao mà em đỏ dữ thế nào? Mà anh đỏ lắm không? Mặc dù là bây giờ là 8 giờ tối nhưng mà chúng ta có tới 3-4 mặt trời ở trong cái mâm này mọi người. Mặt trời đỏ rực. Mình mới ngủ dậy mọi người, tóc mình dựng ngược. Bây giờ là khoảng 6 giờ mấy, 7 giờ sáng. Và Hoa sẽ dẫn mọi người ra đằng kia để mà mình cùng ngắm. Quá đẹp luôn. Phong cảnh thật là y chang như ở tiên cảnh luôn. Không thấy một cái gì hết. Một màu trắng bóc. Ở đây có một cô tiên ngồi luôn nè mọi người. Giờ chắc là Khoa sẽ đi đánh răng rửa mặt cái đã. Mà mình đang có một bữa buffet mì ở đây. Bữa ăn sáng của nguyên nhóm. Nhớ che brand. Em mua cho sao em. Sao có xúc xích trong đó? Có mình nó có cái xúc xích à? Đó. Quá nữa. Một nửa một nêm thôi nha. Mình chỉ ăn một nửa thôi để cho đỡ mặn. Cái mì của tôi không có nẻ. Rồi tôi ăn cái gì đây? Giờ mình sẽ ăn mì ở một trong những cái nơi có view đẹp nhất nhì Việt Nam. Ui là đẹp quá. Bây giờ thì mấy bà Mai bả lùi lùi ra rồi. Bả chừa lại cái view cho mình. Mọi người có thể nhìn thấy ở phía dưới những cái ruộng bậc thang có màu xanh lá cây rất là đẹp. Vì mùa này là mùa đổ nước và bắt đầu bà con cấy lúa rồi đó. Cho nên mọi người sẽ thấy cái mặt ruộng bậc thang giống như một mặt gương có màu xanh lá. Xen xen vào đó là những cái cánh đồng này người ta đang trồng ngô, trồng bắp. Mọi người còn nhớ cái chỗ này không? Khoa đã từng tới đây và bay flycam. Đa phần nhà ở đây là của bà con người La Chí. Khoa sẽ phát lại cái clip flycam cũ để cho mọi người nhìn thử so sánh lúc mà lúa chín và lúc mà bây giờ khác nhau chỗ nào nha. Buổi sáng Khoa là một đứa ghiền mì gói á mọi người. Hồi xưa lúc dưới quê là cảm giác như mì gói là món cao lương mỹ vị. Buổi sáng được ăn cơm, đổi được ăn sáng bằng mì gói cũng thấy ngon rồi. Vài ngàn đồng một cái ly vậy thôi. Nhưng mà cái view này thì bạc tỷ nha mọi người. Không phải lúc nào muốn nhìn thấy là nhìn. Được không ta? Nhìn kỳ không? Này bao nhiêu một cái vậy chị? Cái này á, cái dạ. Này 20. Cho em 20 ngàn thôi lấy ha. Cho em một cái này với. Dạ, vậy cho em hai cái đi. Nhìn giống như là mấy bà thím trong phim. Cái nón này được làm bằng lá cọ của bà con trên đây, 20 ngàn. Cái áo mưa này là một cái bọc ni lông cắt ra 8 ngàn. Và bộ đồ đi mưa của Khoai trị giá 28 ngàn. Đó, mua cái bộ trang. Em có thể lại đó mua mà. Hai đứa này nhìn giống như là
hai nhân viên mà đi bắt dịch vậy đó. Covid. Bắt dịch gì vậy? À, đó chứ phải là công dịch. Hai chào buổi chiều tất cả mọi người. Khoai với lại em Khoai và bạn Thùy cũng như là Su đi xuống dưới lại bản phía dưới này để là tìm một người rất đặc biệt. Ở đây cô đang hái rau rừng à? Hồi chưa thấy mưa, tính là mai đi rồi. Mà lúc nãy tự nhiên cái trời hết mưa, cái mình nghĩ là thôi mình cứ đi thử. Đi giữa đường thì mưa trở lại, thành ra là đi vô tiệm tạp hóa mua đỡ áo mưa để mà. Nếu mà hôm nay không tìm được thì chắc là ngày mai lại đi tìm tiếp. Hên là hôm nay mình không đi xe máy á mọi người, mình đi bộ á. Chứ đi xe máy là đi đây trượt ba tiên à nha. Đường đi xuống bản bây giờ xấu hơn hồi xưa nhiều lắm. Đợt này đi á thì hơi tiếc một cái là Khoai đi được khoảng 5 ngày rồi thì bắt đầu dự báo thời tiết báo là có cái chuỗi thời tiết cực đoan, là sẽ bị mưa liên tiếp cả 10 ngày liên tiếp ở cái khu vực miền núi này luôn. Gần tới chỗ mà Khoai gặp được Dương và Khánh rồi, hai đứa nhóc hồi xưa. Nhưng không biết hôm nay có gặp được hai đứa nhỏ không. Chỗ bụi tre này là Khoai từng chụp một tấm hình với lại mấy đứa nhỏ. Nè, cái gốc này nè, không biết mọi người có nhớ không? Nó là cầm mấy trái sổ. Đây là địa điểm năm xưa. Chỉ có một điều là lúc mà Khoai đi là lúa chín, bây giờ thì người ta mới bắt đầu mạ lúa thôi. Vẫn còn những cái thửa màu xanh lá cây, đó là những cánh đồng ngô, đồng bắp. Có cái nhà này mới nè, cái nhà này có vẻ mới xây nè. Thì trước là chỉ toàn là nhà gỗ thôi, giờ có một hai cái nhà bằng xi măng. Mưa là với mình thôi, chứ mấy đứa nhóc ở đây thì tụi nó vẫn phải đi chăn trâu. Ở đây là cái chỗ mà hồi xưa Khoa có một bức, một cái tấm hình mà chụp để hình cover Facebook. Có hai đường để xuống cái bảng này, là đường vô đây hoặc là đường qua đây. Mình sẽ đi đường này. Đi thôi mọi người. Khoai cũng không nhớ rõ là nhà nào, hình như là cái cụm nhà sâu ở trong này. Mình sẽ kiếm đường mình đi vòng vô. Nhà ở đây thì chủ yếu là vách nứa, vách tre cũng xiên vẹo hết rồi. Ruộng bậc thang là ở trên suối, trên nguồn người ta sẽ dẫn về ruộng, xong rồi những cái nước này nó sẽ chảy vô ruộng, sau đó đầy nó lại chảy xuống những cái ruộng thấp hơn. Đây có một cái mạch nước nó chảy ra này. Đâu? Sau khi ruộng này đầy nước thì nó sẽ bắt đầu chảy ra tiếp xuống những cái ruộng thấp hơn nữa. Sau đó lại xuống đây, xong rồi lại có một cái đường dẫn nó chảy xuống những cái ruộng thấp hơn nữa. Nên tất cả những cái ruộng này nó đều sẽ có nước. Bờ bao người ta đắp ruộng ở đây thì chủ yếu Khoai thấy là có đá. Đá ở dưới xong rồi người ta đắp bằng đất, bằng sình, bằng bùn ở phía trên. Nhưng mà những cái nước suối ở dưới thấp như vậy thì mình cũng không có nên rửa mặt hay tắm nha mọi người. Nó sẽ không có sạch lắm á. Vì ở trên đầu nguồn đó có người sinh sống thì có thể cái mạch nước này là có mấy con trâu hoặc là có nước thải á. Ở trong ruộng này vẫn có mấy cây bèo nè. Trong đây cũng có ốc với có cá luôn á. Mấy cái bắp ngô đây bự rồi nè. Wow, nhìn hấp dẫn á. Bự đi nè. Hồi mình hỏi coi người ta có bán không. Cái cây bắp nó màu đen xì lì mọi người, hình như là một cái loại giống khác. Tự nhiên nhìn nó bắp ngô, nhớ hôm bữa mấy đứa nhỏ kêu là nó sẽ dẫn Khoai đi bẻ ngô, trộm ngô để mà nướng ăn. Hình như là cái cổng nhà ở phía trên. Khánh, không biết à? À, anh biết nhà của cu này không? Là cái ngay trên đường này. Trên đường trên cao nhất á hả? Không, cái này thằng cái cây kia là cái nhà trên đó. Cái nhà ngói màu đen đúng không? Ok, à, anh sẽ đi lên đó. Ngay cái chỗ xe máy hả? Vâng, ngay nhà trên. À, anh cảm ơn em. Em ơi, bắp ở đây có bán không? Chưa đủ ngày hả? À. Nhưng mà để luộc được không? Nó non nhưng mà ăn được chưa? Chưa được. Ok, cảm ơn em. Để hồi nữa coi cái ruộng khác coi bắp lớn hơn chưa, mình sẽ mua. Đây là cái bó mạ non, lúa non. Nhà của Khánh ở trên này mọi người. Mỗi mùa Khoai thấy có một cái kiểu đẹp khác nhau. Đợt trước Khoai đi ngay mùa lúa chín, đợt này Khoai đi ngay cái mùa người ta mạ lúa. Thì mấy cây bắp này nhìn lên cũng đẹp lắm. Hoặc là cái cánh đồng khi mà người ta chưa có lúa, nhìn nó như một cái tấm gương nó phản chiếu ánh sáng vậy đó. Đường hơi trơn, kia có mấy đứa nhỏ đang gọi. Nó sợ quá, nó chạy mất rồi.
đằng kia có hai bạn trẻ vẫn còn đang bỡ ngỡ vì không biết đi đường sình ra sao. Tôi ơi, đây chơi. Cứ nó thấy mình giơ camera là nó trốn. Mình sẽ núp ở đây, đi rồi tụi nó lại lú ra nè nha. Hello. Đẹp quá mọi người. Thật sự luôn. Mây, phía sau cái nhà này có mây đang lấp ló nè. Mây đang lấp ló phía sau. Ở đây thì bà con sẽ gieo mạ là những cây lúa non. Khi mà cây lúa non nó đủ ngày rồi thì sẽ bó thành từng bó để đem xuống kia cấy lúa. Thật ra thì cũng giống như ở dưới đồng bằng mình thôi. Chỉ có khác nhau là ở đây trồng trên ruộng bậc thang. Bên kia là tới rồi. Em bé nhìn quen vậy anh? Chị ơi, cho em hỏi với, phải nhà của... Ủa? Khánh hả? Ừ. Em nhớ anh hả? Ờ. Chạy bắt tay cái. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 15 à. 15? 15. Không lớn nhanh vậy. À, nhớ anh tên gì không? Có. Tên gì? Khoai. Wow, em có xem clip hồi xưa anh quay em không? Có. Nãy Khoai ở xa hơi cứ nhìn, lúc mà chùm cây nó lại không biết cứ gọi là chị ơi. Nhưng mà hết hồn luôn á. Giới thiệu, đây là Khánh. À, hồi xưa là Khánh chỉ vậy thôi. Nhưng mà bây giờ em đổi tên rồi. Tên gì? Bây giờ em đổi tên gì? Phục. Là hồi nãy em thấy anh ở dưới kia rồi em ngồi nhìn thì sao? Em nhìn quen. Quen quen. Này chị, anh thấy em ngồi em nhìn xuống. Nhưng em còn đi học không? Không, em... Nghỉ hè hay là nghỉ học luôn? Nghỉ hè năm sau lại vô học lại. Ờ, em thế rồi. Em... à... Nhưng mà vì sao nghỉ? Không, mà em ra trường. Học lớp 9 xong. Là em không... Sao không học lên lớp 10 nữa? Không, em... chuẩn bị đi làm. Chuẩn bị đi làm hả? 6 giờ sáng thì ngày mai anh sẽ xuống đây. 6 giờ rưỡi được không? 6 giờ anh mới ngủ dậy thôi. Em vừa chắc hẳn là 8 giờ mới dậy. 8 giờ mới dậy sao em rủ em 6 giờ? Và lúc đây sống một người xung quanh. Rồi anh sẽ 7 giờ anh xuất hiện nha. 7 giờ rưỡi gì đó anh xuất hiện. Xong rồi anh em mình sẽ đi nấu xôi. Xong rồi khi em cấy thì anh sẽ phụ cấy với em. Nhưng mà anh cấy hư thì có phải đền không? Không. Đây là nhà của Khánh. Anh vẫn chưa quen gọi em là Phùng. Dạ con chào chú ạ. Dạ con là bạn của Phùng Khánh. Nhưng mà em có thích đi học không? Ủa, nếu mà em đi chắc không có ai ở nhà làm ruộng. Ê, mấy em dùng chỉ muốn làm lít này. Ừ. Không có người làm ruộng hả? Tại vì bố bệnh không làm được nữa. Quê gì đó? Dạ con quê ở Bến Tre. Bến Tre. Ở miền Nam ạ. Ở đây cũng gần biên giới Trung Quốc mà đúng không? Có. Em có hay qua bên đó không? Bến Tre em đi chẳng ăn trộm chuối Trung Quốc về. Ăn trộm chuối hả? Chuối ngon này. Ngon. Vàng quá. Còn đi vặt ngô trộm không? Không. Còn vặt ngô trộm ngô không? Ngô nữa xin được đấy, nó dán trộm nhau. Dạ chào ạ. Đi, ôi mặc áo mới đẹp vậy. Dạ con đi luôn. Mẹ uống cháu uống nước. À uống nước hả? À, không sao đâu. Dạ. Con đi nha. Dạ. Dạ. Con đi luôn ạ. Dạ, con đi ạ. Dạ. Nó không có chuyện này rồi ơi. Đúng rồi, nhà đó đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên đó đi đường tắt. Chỉ tay là em mới hiểu. Ừ. Giờ mình sẽ đi băng lên đường núi hả? Ok. Không đi vòng vòng. Ừ. Chụp lâu quá, mỏi miệng quá đi. Ừ, anh đi được mà, không sao đâu. Giờ thì Khoai, em Khoai với lại anh lên đúng không? Anh lên hồi tối hôm qua. Tối hôm qua hôm sáng hôm nay anh chạy ra anh tìm em luôn đấy. Nhưng mà hôm qua anh lên tầm 6 giờ gặp được em.
6 giờ em ở trên đó hả? Hôm qua anh đến đây là 8 giờ mấy, 9 giờ là qua anh đi trễ. Mấy cây ở đó là đậu đúng không? Mấy cây em treo đây nè. Ừ ha, mình cũng phải lấy ngô nữa. Lấy ngô thì có nặng không? Mình có leo nổi không? Nặng đâu, nhẹ. Ok. Có một tải. Khánh nói là đi đường này là đường tắt, mình sẽ đi rất là nhanh. Hai bạn kia về trước rồi, còn Khoai với em Khoai. Đam mê của em ăn lớn lên nó làm đuổi chúng kia. Làm gì? Làm trọi nhà nghỉ. Nhà nghỉ? À là em mơ ước là sẽ được làm nhà nghỉ. Đâu, ở đây mình nhìn xuống thấy nhà em đúng không? Cái đường cũng y chang như vậy ha, không khác gì. Chỉ có khác là đợt này đi không có Dương thôi. Dương lấy vợ rồi. Đường này trời mưa chắc không đi được đâu đúng không? Tại vì nước. Có lúc người ta còn đi xe cơ. À. Em tính là ước mơ em làm ở nhà ấy. Với cái nhà này. Em muốn xây một cái khách sạn bự như vậy luôn. Bự hơn không? To hơn nhiều. To hơn luôn. Ở cái bản này là nhà em là nát nhất. Em nếu mà nhà nước được kia em á, em làm nhà hơn 3 tuần. Nếu mà có tiền thì em sẽ xây lại nhà luôn. Em xem clip của anh nhiều không? Có, nhiều nhất. Nhiều nhất luôn. Sao dám chắc là nhiều nhất? Em vẫn chắc là nhiều nhất. Cả lúc nào em cũng toàn đăng ký nhiều nhất. Cuối cùng thì mấy anh em đã tới được đường lớn. Đi cái đường tắt này thì nhanh hơn gấp đôi thời gian luôn. Nhưng mà mệt cũng gấp đôi luôn. Ra em ở đây thấy chán xấu. Em thấy chán hả? Em ra huyện thấy đẹp lắm. Vì sao em thấy ở huyện đẹp? Còn nhà cao, người ta sơn nhà cao đẹp. Muốn đi cây đa chơi không? Cây đa? Mai đi cây đa chơi không? Ừ. Cây đa như vậy. Vì ngày mai mình sẽ chơi. Nấu xôi nhiều màu. Được. Mình sẽ đi cấy lúa. Và mình sẽ đi cây đa chơi. Ok luôn. Bắt tay, giờ lớn rồi mình sẽ bắt tay. Mai xuống nhá. Ok, mai 7 giờ. Trời mưa em sợ không? Bye bye. Bye bye. Có phóng xét được tất cả. Em về nha. Bye. Giờ thì hai anh em tới được chỗ homestay rồi. Chỉ có hai anh em thôi mọi người. Hai cái người kia là kiểu đi về trước rồi. Tại vì cũng xa, với lại hai bạn đó mang dép á, nên đi đường núi cũng không có dễ. Chanh, tỏi, ớt, nước tương, tương đỏ cà, gia vị cơ bản. Trưa mai chắc là tụi em không ăn trưa. Dạ. Với lại mai có hơi xe đúng không? Đây mình chở đồ xuống. Dạ. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.